Vâng, tin chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh mang một số sản phẩm hàng vừa về xong nhá. Chổi tam giác này, hôm nay có cái lô đèn tự vệ này, rất là nhiều bác hỏi và một số sản phẩm khác nhá. Hôm nay thảm lau chân về rất là nhiều mẫu mới. Đó, rồi em sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên trong cái video hôm nay. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em có nhá. Đấy, em sẽ đi vào những sản phẩm đầu tiên. Lưu ý cho em là hóa đơn nhà em trên 200k sẽ được miễn phí ship, ngoài ra đi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng. À, được kiểm tra hàng thanh toán các bác nhé, nên là có các bác là cứ yên tâm mua hàng luôn. Đấy. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác là cái siêu phẩm là cái đèn tự vệ nhá, lên mã cho em sẽ là sản phẩm là đèn tự vệ này, nó dùng rất ok luôn. Con này thì trước có bán này, hôm nay thì hàng tiếp tục về siêu phẩm đèn tự vệ, nó là dòng dạng kiểu đèn dài dài nhá, dùng để tự vệ hoặc là soi sáng đều ok luôn đó. Nó sử dụng pin sẽ là pin 18650. Đấy, bộ sản phẩm bên đầy đủ sẽ có pin sạc đi kèm để các bác về sử dụng luôn nhá. Đó đây, hình thức sẽ này. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là vào khoảng tầm 40. 40, còn khi rút ra thì nó phải dài hơn nhá. Đấy, đợi chút em lấy thước nhá. Đây nha, em sẽ đo về các bác về kích thước này. Tổng chiều dài này, khi mà các bác thu vào nó vào khoảng tầm 35 36 này. Đấy. Còn nếu mà các bác ngửa hết cỡ ra này thì nó dài chắc là khoảng tầm hơn 40 nhá. Đó. Đấy, đi 45, 45 ạ, 45. Đấy, 45 nhá. Đó, rất là dài, thoải mái và sử dụng luôn. Vừa làm đèn pin nhá, vừa làm công cụ tự vệ. Đấy, các bác mua về sử dụng, bác nào hay đi làm bảo vệ đêm này, hoặc là ví dụ là các bác sử dụng hay để trên xe ô tô. Đấy, trong những lúc mà cần soi sáng như là tự vệ thứ rất tiện dụng nhá. Nó chất liệu toàn bộ bằng thân nhôm, cực kỳ chắc chắn luôn. Đi kèm sẽ gồm có là một cái cục sạc nha. Một cục sạc này và kèm luôn cho các bác là cả pin luôn nhá. Kèm luôn cả pin luôn. Đấy, pin thì sẽ là dùng pin 18650, pin dời. Nên là khi mà có hỏng pin là mà các bác vẫn có thể mua hoặc là thay thế sửa chữa thoải mái luôn. Pin này thì sẽ có pin đi kèm. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em sẽ bán giá sẽ là 30.000 một viên pin như này. Còn nếu mà không muốn mua pin thì sẽ có kèm sẵn rồi. Đấy, thì về các bác tháo nắp ra. Tháo nắp trên này ra thì các bác lắp pin vào thôi. Đấy, lắp pin vào. Cho pin vào. Đấy, sau đó là lắp pin và dùng và bật đèn nhá. Đấy. Lắp đúng chiều pin giúp em nhá, lắp đúng chiều pin. Đó, lắp đúng chiều pin. Đấy, đây. Đèn lên này, đèn rất là sáng nhá. Có các chế độ luôn. Ở đây nó có tích hợp cả luôn một cái đầu phá kính nhá. Đấy, một cái đầu phá kính như này nhá. Đó đây. Đèn này các chế độ luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. 1 2 3. Đó, chế độ nháy này. Cực kỳ sáng nhá, đèn rất sáng nhau nhá. Nháy cảnh báo nhất. Ngoài ra con này nó có thể là chỉnh pha luôn, chỉnh pha, pha thu vào này. Pha rộng ra là bằng thao tác là các bác rút cái này dài ra hoặc thu vào. Vừa rút ra thu vào nó tích hợp luôn cả cái chức năng là chỉnh xóa đèn luôn. Đấy, chỉnh xóa đèn luôn nhá. Rất là hay. Đó đây. Cực kỳ là ok luôn. Đó. Thực tế sản phẩm nhá, rất là sáng luôn đấy. Đèn cực kỳ sáng luôn. Đa chức năng vừa tự vệ này vừa làm đèn pin soi sáng đó, và khi mà hết pin thì mình cắm sạc nhé. Đây là phần chân sạc này, các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì nó sẽ lên đèn báo này, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, hết pin thì các bạn lại cắm sạc thôi đó. Đấy, thực tế về sản phẩm đèn này nhá, đèn tự vệ. Đấy, các chức năng soi sáng tự vệ đa di năng nhá. Các bác đi du lịch cắm trại này, các bác nào hay làm bảo vệ này, hay đi trực đêm rồi là làm đêm về. Đấy, hoặc là bác nào hay đi lái xe các thứ rồi mình để xe sử dụng nhé, làm đèn soi sáng tự vệ cho em ok. Lên mã em sẽ là siêu phẩm là đèn tự vệ, giá của nó bên em báo nhanh luôn 180.000 một cây nhá, 180.000 một cây, giá rất tốt. Giá này là đã có kèm pin và cả sạc rồi nhá. Đấy, đã có kèm pin và cả sạc rồi. Còn nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm pin 18650 này thì bên em sẽ bán giá là 30.000 một viên nhá. Đấy, mình có thể là mua thêm pin về mình dự phòng, hoặc không thì bên em có sẵn rồi thì bác có thể là dùng nguyên một cái combo có sẵn rồi thì sẽ là 180.000. Còn mua thêm pin 18650 này thì giá sẽ là 30.000 viên nhá. Đó, tùy nhu cầu các bác cứ cân đối. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về được cái lô đó là cái chổi lau nhà tam giác nhá. Lên mã cho em sẽ là siêu phẩm là chổi lau nhà tam giác này. Dòng này thì quá hot hit rồi và dùng nó rất là ok. Đó. Sản phẩm này sẽ gồm có là 3 khúc như này. Thì bên em sẽ tháo rời ra để tiện cho việc vận chuyển. Còn nếu mà các bác nhận hàng thì các bác cứ lắp vào riêng. Cái phần thanh inox này sẽ ở giữa này. Đó thì đây. Đầu tiên là cái phần tay cầm này, sau đó là đến cái phần thanh ở giữa này. Thì các bác cứ ấn vào, sau đó là mình xoáy. Thao tác của nó lắp đặt thì rất là dễ thôi. Chỉ bằng cách để các bác xoáy vào. Đấy.
ấn mạnh vào nhá, ấn mạnh vào thì bắt đầu nó mới vào. Đấy, ấn mạnh vào bắt đầu là các bác xoáy là nó mới vào nhá. Đấy là nó mới vào, sau đó là các bác ấn ở đằng này. Ở đằng này. Đó đây, khi mà các bác có lắp đặt vào nó sẽ như này, tổng qua một con chổi đây. Đấy thì dùng các bác có thể là lau nhà lau nhức này. Đó là dòng chổi tam giác nhá, các bác luồn lách các mọi ngóc ngách này, có thể là xoay đảo này. Đấy, xoay đảo rồi là thậm chí là các bác lau ở trên tường, lau tường kính cái thứ nào rất ok nhá. Đó. Đây, rất là xịn sò luôn. Tí nữa sẽ cho bác xem cái video thực tế về cái sản phẩm này rất là hay luôn đấy. Đó. Các bác phải dùng thì các bác cũng biết được là chế độ còn nhiều, nó nhiều chế độ lắm, nó còn có cả chế độ tự vắt cơ. Nó có cả chế độ tự vắt nhá. Đây. Chế độ tự vắt thì đây sử dụng này nhá. Một tay bác cầm một cái vàng này, một tay bác cầm cái này. Cái tay mà cầm vàng là một tay cái giữ này, một tay cầm vàng bác rút này. Đấy sẽ tự động vắt nhá. Đấy tự động sẽ vắt khô. Đó tự động vắt khô nhá. Đây con nhìn này. Đấy sẽ vắt này. Vắt đây nhá, vắt khô luôn. Đây nhá. Đấy tự động sẽ cục nó vắt khô. Đấy là thao tác chỗ tự vắt nhá. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có là xoay tròn này. Xoay này. Đấy gập viết các kiểu nhá. Và ở đây cái phần tấm bông của nó thì cực kỳ thấm hút. Đấy lau kính lau đá hoa thứ rất sạch sẽ ngon lành nhá. Con này thì nó ra chắc dài của tầm 2 mét vậy, dài tầm 2 mét. Đấy các bác lau thoải mái luôn, cộng với cả một người nữa thì người tầm 1m6 1m7 rồi thì lau thoải mái luôn nhá, và hơn 3 mét rồi. Một nhà sạch bong sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vô ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín xít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130 cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu tiện nước, bảo hành một đổi một. Nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Muốn nhà sạch bong sáng cái sản phẩm mà chỗ đó là tam giác nhá, dùng cực kỳ thông minh, các bác có thể lau trên cao, lau dưới đất các thứ nhá, lau mọi ngóc ngách luôn. Đấy, xoay 360 độ nhá, cực kỳ là tiện. Đấy, chế độ vắt khô tự động nhá, dùng rất là dễ dùng và giá thì rất là ví. Lên mã cho em sẽ là siêu phẩm là chổi tam giác này. Lên mã cho em sẽ là siêu phẩm là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác này thì với một cái mức giá đặt này rất là tốt của bác luôn. Lên mã cho em sẽ là chổi lau nhà tam giác. Giá sẽ là đi 100k một chiếc nhá, 100k cho một chiếc tổi lau nhà tam giác nha. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cả cái miếng lau để về các bác thể thay thế. Đấy, nếu các bác có thêm nhu cầu mua thêm miếng lau để về thay thế nữa thì giá của nó sẽ là 20k một miếng nhá. Lên mã cho em sẽ là cái miếng lau thay thế tam giác 20k. 20k miếng này. Đó, 20.000 một miếng này. Bông cực kỳ mịn đó, thấm hút nước. Đó, lau rất là sạch luôn. 20.000 một miếng này nhá. Thì về đây bác có thể là thay cái miếng này hỏng thì bác thay những cái miếng này vào, còn không thì các bác có thể mua thêm chổi, mua nguyên chổi nhá. Mua nguyên chổi thì giá của nó sẽ là 100k một chiếc. Đấy, 100k một chiếc chổi tam giác nhá. Còn miếng lau tam giác mua dự phòng thêm thì là 20k nhá. Cái sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về cái lô đó là cái que đo nhiệt độ này, báo giá luôn, giá sẽ là 60.000 một cây nhá. Con này thì các bác có thể là đo ví dụ như là về cho các mẹ nhà mình bỉm sữa, nhà mình đo nhiệt độ sữa này, hoặc là đo nhiệt độ nước tắm để tắm các bé này, rồi là đo ví dụ như là đo thức ăn, đo ví dụ như là đo nhiệt độ nước các kiểu, nói chung là đa năng nhá. Đo thức ăn nó là cái đầu phần đầu nhọn này, thì bác có thể là xiên vào những cái phần thịt tiếc các thứ, ví dụ như là các bác đo thịt nướng xem nó đủ nhiệt độ chưa và nó đã chín chưa chẳng hạn. Đấy thì bác có thể là sử dụng nhá, nói chung là sử dụng trong nhà bếp. Rồi là đa năng các bạn. Đấy, nó sẽ có là nút on off này. On off này bật này. Đấy, và ngoài ra sẽ có hai đơn vị đo, đơn vị là C và F nhá. Đơn vị đo là nhiệt độ C và nhiệt độ F. Đó thì bên mình hay dùng nhiệt độ C. Đó, rất ok nhá. Rồi, đấy là thực tế với cái sản phẩm này. Đó, hàng rất ok luôn. Nó sử dụng pin nhá. Hết pin thì mình lại thay. Pin là pin cúc áo. Pin thì bên em đã có sẵn pin rồi. Đó, đã có sẵn pin. Đó, phần đầu nhọn này. Đấy, đầu nhọn này. Con này thì chắc là dài khoảng tầm hơn 20 cm một chút. Đấy, gần hơn 20 cm. Đó thì các bác đo. Hiện tại đang là 29,8 độ C này. Đó, đây là nhiệt độ bình thường, nhiệt độ ngoài trời nhá. Còn đây em sẽ đợi chút, em sẽ lấy một cái cốc nước để
có nước sôi thì em đo nó xem thử nhá. Nước sôi các bác ơi, nước sôi vừa sôi xong rồi. Đấy, về các bác dùng là rút cho em cái đầu nhựa ra. Rút cái đầu nhựa ra. Đấy, cắm vào đây. Đợi chút này, bắt đầu là nhiệt độ nó sẽ đẩy này. Có thấy không? Đấy, bắt đầu nó đẩy lên này. Đấy thì bác có thể đo, ví dụ đo nước nôi thứ chưa? Đo nước để pha sữa cho con này, rồi là đo, ví dụ đo thức ăn các thứ chưa? Đấy, đang đẩy lên đây nhá. Có thấy không? Đấy, 79 này. 81 này. Đang đẩy lên nhá. Nước này em vừa đun xong, khói ngùn ngụt này. Nói chung là tiện các bạn. 86 này. Đấy, nó đẩy, nó đang nhích nhích dần em nhá, đang nhích dần lên. Nhiệt độ đang chắc là đang đạt nhiệt độ khoảng tầm 86 độ C nhá. Đây, đang đứng yên rồi này. Đấy thì nó nói chung nó cũng dao động trong khoảng tầm 86 độ C. Đó, đây. Nó bắt đầu nó đang tụt này. Đó. Thì bắt đầu nó đang hạ nhiệt dần, thì bắt đầu nó đang tụt dần. Đấy, nó đang đạt đỉnh điểm lên là 86 độ C nhá. Thì bác có thể vừa xem quan sát nhé, rất là dễ dùng thôi. Đấy, giá sẽ là 60k một chiếc nhé. Lên mã cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ này. Que đo nhiệt độ giá 60k một chiếc que đo nhiệt độ này. Đó, rất là tiện dụng, các bác sử dụng trong nhà bếp này, sử dụng gia đình, dùng rất là hay nhá. Thi thoảng đo nước, đo nôi thứ, rồi là nhiều việc mình cần mình đo. 60.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop về video đó là cái đầu xả máy giặt này, cái đầu xả nước máy giặt nhá. Đấy, cái phần đầu xả nước máy giặt. Con này thì ví dụ như nhà các bác mà có phần cống, các bác hay xả vào cống mà các bác cứ phải chọc cái ống vào cống thì nó rất là bất tiện. Mà nhiều khi ví dụ như là các bác muốn rửa sàn là các bác phải rút cái ống ra để thì khi mà nước bắt đầu nước nó tràn là nước mới xuống được. Còn bây giờ con này là vừa có tích hợp là cái phần ống nước xả nó xuống luôn, và cũng có thể là để cố định như này mà phần nước mình có rửa ráy trên tay là nó vẫn có thể là nó lọt xuống cái khe này và nó chảy xuống cống bình thường nhá. Đây, một con siêu phẩm là cái này, là cái đầu xả nước máy giặt nhá. Đó thì dùng rất là dễ thôi. Đấy, về thì dễ dàng lắp đặt. Giá sẽ là 40.000 bộ nha. Đấy, các bác mua về bộ về mình lắp đặt thay thế cái bộ nước nha mình. Đó, bộ sản phẩm ở đây. Sẽ gồm có các phụ kiện đi kèm thì mình về mình lắp đặt vào thôi. Lắp đặt rất là dễ đây. Thực tế sản phẩm đang lắp đặt nhá. Đây là phần nối xuống này. Đấy, nó sẽ nối xuống, và đây là cái phần vuông này. Thì đây khi mà nó chảy xuống là nước nó sẽ vuông xuống dưới này. Và khi mà các bác sử dụng cái phần ở phần sàn là nước nó vẫn sẽ thoát ở những khe này xuống nhá. Còn nước máy giặt là vẫn cứ độc lập qua cái đường này xuống. Đây là cái phần gioăng này, thì khi mà về là các bác có cái phần ống máy giặt là các bác chụp đây là xong. Và cứ thế nước máy giặt nó qua cái ống này xuống đây thôi. Không liên quan gì mà nó không bị văng vãi, nó bị tung tóe nữa. Đó đây, thực tế sản phẩm đây các bác cùng xem test video nhá. Đây các bác cùng xem này. Đó, lắp đặt rất là dễ dàng nhá. Đấy, nhà mình có cống sẵn rồi thì mình mua cái này về. Đó. Đó, đây khi nước xả xuống này. Đó, nước nó bị văng ra ngoài nha, như mọi khi đây, hoặc là như mọi khi đây các bác có phải để như này này. Đó, nước nó tung tóe ra. Thì bây giờ các dùng cái này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn, là nó sẽ gói gọn vào trong cái phần cống thôi, không bị tóe lên các bác nhá. Đó. Đấy, mà khi mà các bác xả nước vào sàn là nước vào sàn nó vẫn xuống được bình thường. Đó. Thực tế về sản phẩm nhá. Đó đây, các bác cùng xem này. Lắp đặt rất là dễ các bạn. Đó. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Giá rất là ok nhá. Chỉ có trọn vẹn ở bên trong thôi, không bị té lên nước linh tinh nhá. Đó, rất tiện luôn. 40.000 bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đầu xả nước máy giặt. Đó, đầu xả nước máy giặt này, giá sẽ là 40k trong cái bộ đầu xả nước, đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Về là việc là các bác lắp vào là dùng thôi nhá. Thì em sẽ tách giờ ra để tiện cho việc vận chuyển, còn về là các bác tự lo đặt rồi, rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đầu xả nước máy giặt giá là 40k. Hôm nay đi bên shop lại tiếp tục về, đó là cái siêu phẩm là cái thảm lau chân. Đợt này thì nó về rất là nhiều mẫu mã đẹp khác nhau. Hàng này thì hàng loại 1 rồi, hàng bên em chỉ hàng loại 1, hàng loại dày nhá, hàng loại dày.
hàng cực kỳ dày luôn đấy, dày đến 4-5 ly một tấm đấy, rất là dày mà nhá. Đây cực kỳ nhiều mẫu khác nhau này, đó, rất nhiều mẫu khác nhau, cực kỳ đẹp luôn, hình thù rất đẹp đó. Đây hàng cực kỳ dày nhá. Hàng bên trên thì sẽ là một lớp nỉ bông trần đấy, dạng nỉ bông cực kỳ thấm hút nước nhá. Đó, và bên dưới thì sẽ là một lớp cao su chống trượt, thì các bác có thể để trên phần mặt kính, mặt đao hoa nó yên tâm là không lo trơn trượt nhé, vì đây là cái dạng phần mặt cao su rồi, nó chống trượt. Còn phần mặt trên thì cực kỳ thấm hút nước nhá, siêu thấm hút nước luôn. Đấy, thấm hút nước rất nhanh đó. Đây nhá, ơi siêu thấm hút nước luôn nhá, có nhìn này đó, thấy không, hút khô luôn này đó, thấy không, hút khô luôn nhá, cực kỳ thấm hút nước luôn, rất ok nhá. Giá của nó thì cũng rất hợp lý, nên mã thì em sẽ là cái tấm thảm lau chân. Đấy, tấm thảm lau chân này, con này thì báo giá luôn, giá sẽ là đi 50k một tấm nhá, bán nhanh mã luôn, 50k một tấm, 50k. Con này kích thước sẽ là 40 x 60. Đấy, 40 x 60, và giá sẽ là 50k trong cái tấm thảm lau chân này. Đấy, 40 x 60 nhá, 40 x 60, 50.000 một tấm thảm lau chân nhá, hàng rất to luôn. 40 x 60 yên tâm là để trước cửa nhà mình thì cực kỳ là đẹp rồi, sang trọng lịch sự mà sạch sẽ ngon lành, thấm hút nước nhá, đi ra đi vào nó có cái thảm lau chân này các bác lau này, vào nhà nó sạch sẽ, nhìn nó sang trọng lịch sự nhá. Đó, giá sẽ là 50k một tấm nhá, kích thước là 40 x 60 nhá, hàng rất là nhiều mẫu khác nhau, bên em sẽ bốc xô bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó em bên shop tiếp tục lại về, đó là dòng khóa Đồng Đức này, dòng khóa các bác sử dụng khóa cổng khóa cửa hoặc là dùng ngoài giờ cho em thì dòng này là quá ok rồi. Đó là dòng khóa đồng cực kỳ là bền nhá, cầm một con khóa đồng rất là chắc chắn luôn, bền, và hàng là hàng dày, hàng loại một nhá. Đấy, đây made in Germany này, đó hàng khóa đồng của Đức nhá, top security này, một trong những thương hiệu về dòng những dòng khóa bảo mật cao cấp hàng của Đức nhá. Đó, chìa là đi kèm sẽ có 4 chìa để thoải mái các bác, ví dụ là các bác sử dụng để cho người nhà thứ mỗi người chìa, tiện làm việc di chuyển, tiện làm việc ra vào nhá. Đấy, khóa cổng nó kiếp theo con này chấm hết luôn, nó thao tác khóa nó rất là dễ thôi. Đấy, chỉ vào một cú xoáy cái là ra luôn đó, nó rất là dễ đóng mở, rất là nhanh nhá. Đó, hàng made in Germany, khóa đồng nhá, phần đồng này rất là dày, và ngoài ra là phần lõi con này, cái phần khuy này của nó lên đến 8 ly nhá, cái khuy này, khuy đồng, khuy to, khuy cà này phải lên đến 8 ly, khuy cực kỳ to luôn. Đấy, khóa cửa mà dòng này các bác cứ dùng ngoài giờ thì các bác yên tâm là về chất lượng rồi, không là lo gì xét gì nhá, và vẫn rất là trơn tru luôn. Nhiều những cái khóa mà các bác để ngoài giờ ấy mà cứ để khoảng tầm vài bao hôm mà nước mưa ấy là rất là khó mở, nhưng con này thì bên em bao dùng bao xài luôn, các bác để dầm mưa dãi mắng thoải mái nhá luôn, thì em đang dùng mà em biết mà, dầm mưa thoải mắng dãi mắng luôn, ra vẫn chỉ còn thao tác là xoáy cái là mở ngay, rất là nhạy các bác, mà nó không gì xét nhá, vì nó bằng đồng mà cực kỳ là bền. Giá của nó thì đợt này bên em về lô mới với một cái mức giá thì nó là siêu hợp lý rồi, và gọi là bao giá thị trường, lên mã thì em sẽ là siêu phẩm là khóa Đồng Đức, giá sẽ là đi 140k. Đấy, 140k chiếc khóa Đồng Đức này. Đấy, giá một cái giá siêu tốt luôn để các bác dễ mua này. Đấy, sẽ gồm có là một khóa và 4 chìa đi kèm. Đấy, dòng khóa chống cắt chống trộm và sử dụng ngoài trời cho em thì quá là ok luôn, hoặc các bác sử dụng khóa cửa khóa kiếc cho em rất ok. 140.000 chiếc khóa Đồng Đức thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục về, đó là cái siêu phẩm là cái cây kéo gà, đó hàng made in Japan. Con này thì rất là đa năng rồi, cắt kẹp rồi là cắt thịt, cắt gà thứ cho em rất ok. Các bác ngại dùng thớt thì có thể dùng con này, các bác cắt gà cho em thì chấm hết rồi. Đấy, cắt phát nào là ăn phát đấy luôn nhá, cắt còn ngon hơn cả chặt luôn đấy. Đấy, hàng made in Japan, lưỡi rất sắc bén, ngoài chức năng là cắt rồi nó có chức năng là đánh vảy cá này, có nhìn này, nó có phần răng cưa để chuyên bác phần đánh vảy cá này, rồi là một cái chức năng nữa là cái chức năng kẹp hạt, kẹp ghẹ. Đấy, ví dụ như là các bác có những cái hạt mà rắn thì các bác cho đấy có kẹp, rồi là các bác nào mà hay đi ăn cua ghẹ thứ gì mà mình hay có những cái cài càng kiếp giờ, các bác cho đấy có kẹp. Đấy, cho đấy kẹp cho nó dễ vỡ nha, để dễ bóc ra, rất ok luôn. Một con kìm mà một con kéo cắt gà của Nhật đa năng, với chức năng là cắt này, rồi chức năng kẹp này, rồi chức năng là đánh vảy cá này. Đó, một con kéo rất xịn luôn, cầm rất là chắc chắn và dễ dùng, dễ sử dụng, dùng gia đình cho em thì quá ok rồi. Đó, giá của nó thì siêu hạt rẻ, lên mã thì em sẽ là kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật giá của nó sẽ là đi 150k một chiếc nhá. Đấy, kéo gà Nhật này 150k. Đấy, giá rất là tốt và hợp lý của bác rồi, 150.000 một chiếc kéo gà Nhật nhá, đa chức năng luôn, đánh về cá rồi là kẹp cắt các kiểu luôn nhá. 140k, một chiếc nữa bác là 150k.
đấy, 150.000 một cây. Còn khóa Đông Đức thì giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy, các bác lấy cái nào lấy. Đây, khóa Đông Đức 140, còn là kéo cắt gà là 150 nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop thì tiếp tục về đó là cái siêu phẩm là cái con máy massage, với một cái mức giá thì hiện tại bên em đang sale rất là tốt để gửi bác này. Lên mã cho em sẽ là siêu phẩm là máy massage, giá thì cực kỳ hợp lý để các bác dễ mua, 180k nhá. Con này bữa trước thì rất là nhiều bác mua với một cái giá là 250 đó, nhưng mà đợt này thì nó về lô mới để các bác bên em bán nhanh cho bác dễ mua này. 180k đấy, 180k nhá, 180.000 con máy massage, sẽ gồm có là 4 đầu massage và 6 cấp độ massage nhá, cực kỳ là xịn luôn đó. Dòng này thì quá ok rồi. Đây, bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một thân máy này đấy. Máy chạy pin 18650 nhá, motor 75 đấy, motor to đấy, chạy rất khỏe luôn. Đó, đây. À, sẽ có là một cái phần nút này, nút nguồn và tăng giảm cấp độ đây luôn, và đi kèm sẽ có một cái chân sạc, chân sẽ là chân tai xi nhá. Đây thân máy này, cầm cực kỳ chắc chắn này. Đó, rất ok. À, đây là thân máy, đi kèm sẽ có là 4 đầu massage khác nhau. Đấy, một đầu tròn này. Một đầu này các bác hai massage xương sống các thứ này, dùng đầu này. Rồi massage cơ bắp cơ đùi này. Một cái đầu mà hai massage lòng và tay và chân này. Đấy, nói chung là 4 đầu khác nhau. Và đi kèm nữa là một cái cọng dây sạc này, thì để về các bác cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình. Nó sử dụng cái nguồn điện 5DC 5V. Đấy, sử dụng nguồn sạc điện thoại các bác cắm ở đây. Sau đó là cắm sạc chung với điện thoại nhà mình là sạc pin thôi. Đấy, pin cực kỳ trâu nha các bác, sạc một lần nó dùng cả bao nhiêu ngày tháng ấy. Pin rất trâu. Đó, sử dụng pin 18650. Con này dùng rất dễ ấn thì các bác giữ lì cho em. Đấy, máy bắt đầu chạy này, cấp độ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, và các bác đã bấm thì cứ nó cứ về lượt. Còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì cho em. Tắt thì giữ lì. Nói chung là cứ bật tắt là giữ lì nhá. Bật tắt là giữ lì. Đó, bật tắt là giữ lì, còn ấn một lần nó sẽ bắt đầu nó nhảy cấp độ, cứ ấn một lần là bắt đầu cấp độ khác nhảy. Đây em giữ lì nhá. Giờ em lắp cái đầu này vào cho bác xem này. Bắt đầu và em test các bác về cái lực sức mạnh của nó này, cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây giữ lì nhá. Bật này. Đấy, ví dụ em để cấp độ 3 này. Đó, đây em gọi là cầm thôi nhá, chứ còn chưa ấn nhá, ấn nó còn đẩy nước ạ. Con này nguyên lý động của nó là càng ấn nó là càng massage mạnh. Đấy. Đấy, thấy không? Rất khỏe nhá. Đây em cho tăng cấp độ đây này, full cấp độ 6 này. Đó. Có thấy không? Nói chung là tay trước dùng lên luôn này, coi như ấy khỏe dã man luôn các bạn. Đó, ơi kinh khủng khiếp luôn. Rồi, đấy là thực tế về con sản phẩm máy massage này. Các bác mua về tặng người thân làm quà này, đấy, mua về cho bố mẹ nhà mình đau lưng đau liếc các thứ này, sau những ngày làm việc mệt mỏi, bác nào mà hay đi làm văn phòng ngồi nhiều thì có thể dùng con này nha em, quá ok luôn. Hoặc bác nào mà chơi thể thao cơ bắp đau về massage nha em nhé. Đấy, các khối cơ là massage cổ vai gáy, massage mọi chỗ, nói chung là cứ thích chỗ nào là cầm cái súng này các bác dí vào cho em, rất ok luôn. Giá của nó thì đang sale rất là tốt để gửi bác luôn. Một cái giá mà nói chung là cái giá chỉ có ưu đãi duy nhất đó thôi, không còn một cái giá nào nó tốt hơn cái tầm này đâu. Vì chỉ có 180.000 thôi mà các bác sở hữu cho em luôn là một con máy massage 4 đầu massage và 6 cấp độ khác nhau. Đó, 180.000 nhá. Bỏ qua giá 150 giá trước đi. Hôm nay về cái lô mới bán nhanh xả kho luôn, 180.000 trước nhá. Đó, lên mã cho em là máy massage. Đấy, máy massage 180k đấy, các bác cùng xem thực tế video này. Đó. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ, mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm nên mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Đọc cái sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, đây là thực tế về cái sản phẩm mà về cái máy massage nhá. Hàng dùng rất ok luôn. Thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm nên mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Đọc
với sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, đây thực tế về sản phẩm máy massage nhá. Giá siêu tốt của bác luôn, 180.000 chiếc nhá. Các bác nghe đặt hàng này, số lượng có hạn thôi. Đấy, vì giá bên em đang giảm rất là tốt rồi.